đợi Ôi quên ấy thôi. Đây anh xuống đây. Không làm gì nữa. À được, quan trọng nhất là cái này. Hôm nay chúng ta sẽ đi xử lý quạt kém. Nhà khách hàng âm 26 vẫn phải đi xử lý. Thang này em ơi. Ê. Đợt trước là có Hàn ở đây. Hàn ở đây khả năng bị suy hao. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ phải đi xử lý lại. Hai tám phẩy hai mươi bốn. Đấy, chúng ta vừa bỏ cái này ra xuống 24,35 rồi. Tín hiệu đạt này. Cho nên chúng ta khi đi xử lý sự cố quạt kém thì chúng ta nên kiểm tra lại mấy cái mối hàn ở đây. Có thể khi chúng ta quấn ấy, cái băng dính ở đây nó làm gấp cái sợi quang. Ở đây em chỉ có bẻ ra một tí là nó xuống âm 24 luôn. Tín hiệu đạt luôn. Bây giờ chúng ta đóng được sự cố luôn rồi. Nhà khách hàng là kéo từ cái góc bên kia của quả đồi này, quả ngọn núi này, vòng theo đường Hồ Chí Minh
chạy ra bên kia kìa. Có mấy chú thanh tra đang ngồi đấy. Mấy chú đang vẫy vẫy xe. Đây mọi người nhá, trang QT đã kiểm tra tín hiệu đạt, hệ thống tự đóng guốc. Đấy, chúng ta rất đơn giản thôi. Kiểm tra lại mỗi hàn ở đây là đã xử lý xong. Đấy, chúng ta nên xử lý mấy cái điểm này nó cẩn thận để tránh bị gập dây, dẫn đến cái tình trạng nó sẽ đẩy cái tin nhắn quật kém và chúng ta sẽ phải đi xử lý sau này. Rồi, và cái diệp quang này chúng ta không cần sử dụng đến. Ok. Như vậy chúng ta đã xử lý xong một cái vật kém ở trên hệ thống. Và bây giờ chúng ta rút quân thôi. Vật kém thì đối với em nó rất là đơn giản.